Tôi xin chào quý đại lý và quý khách hàng. Rất vui được gặp lại ở video tiếp theo. Giới thiệu về tẩy da chết của Arahan. Tại chính xác là tẩy da chết nhãn hiệu Arahan, nhà của nhà phân phối Hands Cosmetics và của nhà sản xuất là CNB. Thế thì các video trước là hàng nhập khẩu đã giới thiệu 3 loại cái tẩy da chết của mà nhãn hiệu Arahan. Thứ nhất là tẩy da chết táo apple, thứ hai là tẩy da chết chanh lemon, thứ ba là tẩy da chết aroma là từ hoa oải hương. Hôm nay là thứ tư, video thứ tư này hàng nhập khẩu sẽ giới thiệu đến quý khách một trong những sản phẩm cũng đã xuất hiện rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam, được khá nhiều người tiêu dùng Việt Nam là ưa chuộng, vì thứ nhất là sử dụng rất là dễ dùng, hai là giá là rất là vừa phải, thứ ba là chiết xuất từ thiên nhiên, cho nên an toàn cho da, thứ tư là rất là hiệu quả. Có bốn cái nguyên nhân đó tại sao các mặt hàng Arahan này bán rất là tốt, là một trong mặt hàng chủ lực của hàng nhập khẩu Âu trong nhiều năm qua. Thế thì đây là trên tay đây của tôi, đây là một cái hộp tẩy da chết Arahan. Thì trong một cái hộp này là có một tip, thì lát đây chúng ta sẽ xem cái tip trong này. Thì có lẽ không quá nhiều xa lạ đối với nhiều chị em đã sử dụng những sản phẩm này rồi. Đây là mặt trước của sản phẩm này. Đây là Arahan, viết tắt của tiếng Hàn Quốc. Thì cái công dụng của nó thì nó cũng tương tự như các sản phẩm khác thôi, về tẩy da chết thôi. Thì nó cũng giúp làm loại bỏ cái tế bào chết, mình hay gọi là tẩy da chết. Nhất là những cái mụn đầu đen này, thế rồi là tế bào chết này, giúp cho da trắng sáng và mịn màng, và quan trọng nhất là sạch da. Peelingel, tẩy da chết. Chỉ khác biệt là cái sản phẩm này là chiết xuất từ thảo dược, so với những sản phẩm khác là chiết xuất từ các loại hoa quả. Đây là cái mã số và mã vạch của sản phẩm. Đây là mã vạch là dành cho máy đọc, còn mã số là dành cho người đọc. Thì cũng giống như các video trước, hàng nhập khẩu đã cảnh báo cho người tiêu dùng biết. Thì cái mã số mã vạch này nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất, đó là thứ nhất nếu mà trong siêu thị chẳng hạn ấy, thì người ta tít vào đây chẳng hạn là tính tiền cho nó nhanh, để quản lý mã số mã vạch đối với hàng hóa. Như hàng nhập khẩu ở Âu đang phân phối trên 7.000 cái mặt hàng thì tất cả đều có mã số mã vạch. Quý vị vào website thì đều thấy rằng là sản phẩm nào cũng có cái mã vạch này hiển thị lên hết. Thì cái vạch này là dành cho máy đọc này, số là dành cho người đọc. Ba số đầu tiên là chỉ mã quốc gia, 880 là hàng Hàn Quốc, 91925 thì đây là mã của nhà phân phối. Thế còn 7058, 4 số tiếp theo này là mã vật phẩm, mã của cái sản phẩm này này. Và số cuối cùng là số kiểm soát. Thế thì cái mã số mã vạch này là chỉ có cái tác dụng là để biết là hàng này xuất xứ từ quốc gia nào, và quốc gia đó là biết là do nhà sản xuất nào, hoặc là nhà phân phối nào. Và nhà sản xuất hoặc nhà phân phối đấy, người ta biết đây là cái mặt hàng gì, và kiểm soát được cái mặt hàng này như thế nào. Thế còn hiện nay là trên một số những website hoặc là một số cái phần mềm ấy, người ta cho rằng là tít vào cái mã này này là biết được hàng thật hay hàng giả, là nói như thế là hoàn toàn sai nhé, không đúng sự thật. Tít vào cái mã vạch này là hoàn toàn không biết là hàng thật hay hàng giả, không thể biết được, bởi vì cái người ta làm giả cái sản phẩm này ấy, là người ta làm giả luôn cả cái mã này. Cái này công nghệ in ấn nó quá đơn giản, sản phẩm có làm giả được thì cái mã này có gì mà không làm giả được. Thế cho nên là muốn biết là hàng thật hay hàng giả ấy, là chỉ có mua từ cái nơi có uy tín thôi, chứ còn là tít vào đây chẳng hạn là không thể biết được hàng thật hay hàng giả nhé. Thì bản thân đây nhà sản xuất người ta cũng có một cái nhà phân phối, người ta cũng rất là đổi mới, áp dụng công nghệ 4.0 này. Thì ngoài cái tem phía sau này vừa là niêm phong, nhưng mà vừa là cái check cái QR code ở đây, thì nó sẽ hiển thị lên cái website của nhà sản xuất hoặc là nhà phân phối. Tuy nhiên là bản thân cái QR code này người ta cũng làm giả như bình thường, tem làm giả là cũng vẫn làm giả bình thường được. Rất là đơn giản, công nghệ in ấn giờ chẳng hạn là cái gì người ta làm được hết.
Cho nên tất cả những cái ký mã hiệu ở trên cái hộp này, kể cả là cái chống giả này, thì cũng chỉ có tính chất là tham khảo. Như chống giả nó cũng không có tính chất là chống được giả đâu nhé. Đây. Không, tại vì cũng nói như thế thì nó là sự thật. Hàng nhập khẩu ở Âu là rất là hay nói sự thật. Thế cũng giống như các sản phẩm khác thôi. Đây cũng rất là đơn giản đi. Sản phẩm này sử dụng để tẩy tế bào chết. Những cái vùng xung quanh mắt, một phần body, có thể cái này có thể tẩy sử dụng cả toàn thân được, nhưng mà hơi tốn, thì giúp cho da sạch sẽ và sáng da, nó chỉ đơn giản thế thôi. Đấy. Còn đây cái thứ hai là hướng dẫn sử dụng, hạ này xuống nhìn nó không rõ. Đây, trong phần hướng dẫn sử dụng này thì quý vị có một cái đặc biệt thế này, là không không làm ướt. Có nghĩa là mình sử dụng cái này là mình bôi lên trên mặt hoặc là trên da hoặc là body luôn. Nhưng mà trước khi bôi chẳng hạn là wet wetting là mình không làm ướt nhé, không làm ướt giống như cái sản phẩm khác. Thì cái sản phẩm này chẳng hạn này thì mình có thể làm ướt tay một chút, xong là mình trộn nó lên. Xong mình bôi lên mặt. Còn những cái sản phẩm này chẳng hạn là khuyến cáo là không nên làm ướt, thì mình có thể là cho ra tay là mình bôi lên lên da, lên cơ địa, lên cơ thể và sử dụng để tẩy tế bào chết luôn. Thế thôi. Và cũng tránh để dây vào mắt. Thường là mắt và môi thì thường có cái sản phẩm sử dụng để tẩy da chết riêng, tẩy da chết cho cái vùng mắt này và tẩy da chết môi thì thường người ta sử dụng sản phẩm riêng. Còn cái sản phẩm này tẩy khá mạnh cho nên thường là người ta tẩy mặt và tẩy cơ thể. Thì cái này mà tẩy mặt thì cũng tương đối là mạnh đấy, cho nên là cũng chỉ sử dụng cái hàm cái số lượng nó ít thôi. Nhưng một số người là da là nhạy cảm chẳng hạn đấy, là cũng nên cẩn tắc khi sử dụng những sản phẩm về tẩy da mặt này. Thế còn tẩy body thì dù sao chẳng hạn nó cũng 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 da nó sẽ dày hơn da mặt. Đây, skin tone, brighten skin tone. Nghĩa là sau khi tẩy xong chẳng hạn thì thấy là da nó sáng sủa, trắng trắng hẳn. Thế còn đây là các thành phần. Các thành phần thì thông thường là khi mà hàng nhập khẩu phân phối cái sản phẩm này thì bao giờ cũng có cái phần tem phụ gửi kèm theo cho quý khách, nhưng mà thường là hay gửi rời riêng ra ngoài hoặc là gửi file và gửi giấy kèm thì quý khách tự in ở nhà, về về hiệu là về về cửa hàng là tự in ra thôi. Nhưng ít khi là dán trực tiếp lên đây, chỉ dán vào thùng để đi đi ngoài đường thôi. Thế đây là CNB là của nhà sản xuất. Thì CNB này thì trong các video trước chẳng hạn thì hàng nhập khẩu ông đã giới thiệu rất là kỹ về nhà sản xuất này rồi. CNB này người ta còn rất là nổi tiếng đối với cái mặt hàng mà rất nhiều chị em trong Nha Trang nhỉ, hoặc là trong miền trong ấy, vừa rồi là thấy rất là năng nổ ầm ĩ về cái đắp mặt nạ là Amisil. Ngày nào hàng nhập khẩu Âu cũng nhận được hàng mấy chục cuộc gọi về hỏi mua cái đắp mặt nạ Amisil. Thì CNB là viết tắt của Clean and Beauty. Clean and Beauty là các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên mà làm đẹp. Giờ mình sẽ thử check cái QR code này nha. Đây là QR code này. Mã QR này là 389665 này. Ok. Thế thì muốn check cái QR code này thì chị em sử dụng Zalo thì rất là dễ. Mình vào Zalo. Thì trong Zalo là có cái phần QR code. Đây. Đây là mình đang mở QR code trong Zalo nhá. Xong mình giơ cái này lên đây, tít vào cho nó quét này. Tít quét này. Rồi, xác nhận QR code. Ok. Đồng ý. Đây là loading vào trang web này. Rồi, original product. Sản phẩm chính chính gốc nha, chính hãng nha. Tất nhiên là cái này là để tham khảo thôi nhá, nhưng còn bản thân cái tem này người ta vẫn làm giả được này. Đây, 389665, 389665. Ok. Hàn Cosmetics này, Hàn Cosmetics này, đây là vào website của họ này. Đây là website của nhà phân phối,
toàn tiếng Hàn này, do này còn thần và menu này. Đây thì nhà phân phối này người ta phân phối khá nhiều các sản phẩm khác nhau này, skincare là các sản phẩm về chăm sóc da này, cleansing là các sản phẩm về rửa mặt này, mask and pack là sản phẩm liên quan đến đắp mặt nạ này, make up này, làm trang điểm này, body and hair là tắm gội này, etc này, các loại khác. Hands cosmetic. Thì cái sản phẩm tẩy da chết của mình là nó nằm trong cleansing nhé. Rồi cleansing này, đây nhìn thấy ngay đầu tiên đây này. Cleansing này là rửa mặt, thế còn lại tẩy da chết là peeling gel. Peeling gel Arahan, đây là cái sản phẩm của chúng ta. Này nó đây. Này, thế nên mình bỏ luôn cái đây nhân tiện đây là cái hạn sử dụng nhá, 18 tháng 12 năm 2022. Cái hạn sử dụng của sản phẩm thì vỏ hộp cũng có mà trong trên trên tip sản phẩm cũng có. Đấy. Mình bóc này ra để cho mọi người xem luôn trong hộp của nó. Này, ui, rất to, siêu to, khổng lồ, hoành tráng, rất là lớn. Tip này là 180 ml. Thì người ta làm to như này, hạn rất là hoành tráng để cho nó đẹp, vừa là quảng bá luôn. Đấy, sản phẩm cầm rất là chắc tay, thích. Đấy, công nghệ in ấn rất là tuyệt vời. Đấy, cái này mà dùng hết hộp, hết cái này nhưng mà vẫn chưa bị bong, chưa bị mòn. Trong này có khoảng quá một nửa, gần 2 phần 3 là gel, nhưng mà người ta vẫn làm cái hộp rất là cái tuýp rất là lớn. Rồi, quý vị có thể nhìn thấy này, chính nó đây. Đấy, nhưng mà chụp ảnh ánh sáng đẹp quá nên là nhìn cái màu nó đỏ hơn một tí. Đây. Vào link gel. Đây là các thành phần này, chiết xuất từ thảo dược này. Quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều các thành phần khác nhau. Thì trong đó là có ginseng root này, sâm này. Đấy. Tính chất hoa sen này. Đấy, trên website là hàng nhập khẩu là cũng giới thiệu rất là kỹ về cái này. Đây, cả bốn cái mặt hàng này là hàng nhập khẩu Âu đã phân phối trong nhiều năm nay và bán tương đối là chạy. Đây là mình sẽ xem đây. Trong trên cái tuýp này là cũng có cái hạn sử dụng luôn ở trên này nhé, ngoài vỏ hộp ra đây này. 18 tháng 12 năm 2022. Đâu rồi, hộp nãy đâu rồi? Đây. 18 tháng 12 năm 2022. Ok. Đây nhân hai thôi nhưng mà mình có thể xoáy được cái này ra thì có thể nhìn thấy này. Tất cả các sản phẩm mà nhãn hiệu Arahan ấy thì nhà sản xuất người ta đều dán một cái niêm phong bằng giấy bạc rất là chắc chắn, lột ra là không thể dán lại được. Đấy, khi sử dụng hạn này không cần phải tháo kia, chỉ cần tháo nắp này thôi. Phun lên tay rồi cho lên mặt và cho lên body, không cần phải làm ướt nữa. Thì đây là sản phẩm thứ tư ở trong cái nhãn hàng Arahan mà hàng nhập khẩu đã giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý đại lý và quý khách hàng ở những video tiếp theo.